Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức tuyên dương khen thưởng giáo viên bồi dưỡng và các học sinh đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Tại chương trình, các học sinh đoạt giải và tổ giáo viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải tại kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực đã được đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ trao thưởng tổng số tiền 130 triệu đồng. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ đã trao 25 suất học bổng tặng 25 học sinh vượt khó học giỏi của trường. Tổng số tiền trao thưởng là 107 triệu đồng. Tại kỳ thi Olympic tin học châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc đăng cai, được tổ chức trực tuyến ngày 20 tháng 5 năm 2023 với sự tham gia của 1.471 thí sinh đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ. Học sinh Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11 chuyên toán, trường trung học phổ thông chuyên hùng vương xuất sắc giành giải huy chương bạc. Với 223 trên 300 điểm, Nguyễn Đức Thắng là thí sinh có số điểm cao nhất đoàn Việt Nam tại kỳ thi. Cũng trong ngày 11 tháng 9, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ và Quỹ học bổng khuyến học Nguyễn Trí đã trao 30 suất học bổng tặng sinh viên trường Đại học Hùng Vương với tổng số tiền 105 triệu đồng. Thông qua những suất học bổng, ban tổ chức mong muốn tạo thêm điều kiện cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, rèn đức, luyện tài.